superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Trượt cỏ tên tiếng Anh là Glasski, là môn thể thao bắt nguồn từ nước Áo, nơi mà vào mùa đông dưới chân núi Alps phủ đầy tuyết và mùa hè có những thảm cỏ xanh rờn. Người Áo đã phát minh ra môn thể thao này để có thể chơi cho cả mùa đông và mùa hè. Ở Trung Quốc, trượt cỏ còn được chọn là môn thể thao thi đấu chính thức tại Thế vận hội Olympic năm 2008. Mỗi thành phố của Trung Quốc có khoảng 20 sân trượt cỏ. Giới trẻ Trung Quốc rất thích trò chơi này, đến nỗi ở đây người ta phải đợi hàng giờ đồng hồ mới đến lượt. Trượt cỏ được du nhập vào Việt Nam từ năm 2005. Sau 6 năm, môn thể thao này đã trở thành trò chơi độc đáo, thu hút được sự quan tâm của giới trẻ. Ở Hà Nội hiện có 3 sân trượt cỏ, một ở khu du lịch Thác Bạc Suối Sao, một ở Hòa Lạc và một ở khu Asian Resort. Số sân trượt cỏ ít ỏi dường như không đủ cho lượng khách lúc nào cũng lên đến 1.000 đến 2.000 người chơi vào dịp cuối tuần. Môn thể thao này không phân biệt tuổi tác, tuy nhiên nó được coi là trò chơi cảm giác mạnh nên hầu hết những người tham gia đều là những người trẻ. Xin chào khán giả của chương trình Góc Cuộc Sống, các bạn thân mến, hôm nay là cuối tuần và ekip của chương trình Góc Cuộc Sống đã đến một nơi rất đẹp, các bạn thấy không, khung cảnh đây vô cùng đẹp. Nhưng chủ đề Góc Cuộc Sống không phải là chủ đề đi dạo cuối tuần, mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một bộ môn, đó chính là bộ môn trượt cỏ, và chúng ta sẽ cùng trượt trên một lềnh cỏ xanh mượt của môn thể thao. Đố các bạn biết nó có mạo hiểm hay không, hãy cùng đi theo chúng anh nhé. Asian Resort cách Hà Nội 35 km về phía tây là khu du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng khá hấp dẫn với du khách Hà Thành. Ngoài việc được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong không khí trong lành êm ả, chúng ta còn được thong dong câu cá bên hồ hay đạp xe vòng quanh đồi, và đặc biệt là thả mình vào trò chơi trượt cỏ đầy ngẫu hứng. Dường như màu xanh ngút mắt của đồi cỏ đã đem lại cho du khách sự sảng khoái, bỏ lại sau lưng những mệt nhọc và bụi đường. Người chơi có thể thử khả năng khéo léo của mình khi điều khiển những chiếc giày trượt trên thảm cỏ xanh, hay tìm cảm giác mạnh khi ngồi trên xe lao như bay từ dốc cỏ cao. Ngay trên đỉnh đồi là khu trượt xe, những chiếc xe chạy xích nhỏ như những chiếc xe mô hình của trẻ con. Người chơi được các nhân viên hướng dẫn điều khiển hướng xe, và khi ngồi lên xe, vút lao tự do xuống dốc. Và bỗng nhiên lại bốc đầu vượt lên một nhịp dốc mới, rồi lại lao xuống và bật lên. Qua hai nhịp dốc xe mới dừng lại, nhiều bạn mới trượt cảm thấy rất sợ vì xe cứ lao ầm ầm không thể dừng lại được, nhất là lúc chuẩn bị lao lên nhịp dốc mới. Nhưng quả thật, trò chơi này rất thú vị, đặc biệt là với những người ưa cảm giác mạnh. Khi xe lao xuống dốc nhiều, bạn cứ hét toáng lên, điều này làm cho mọi phiền muộn được giải phóng và tan biến hết. Đây được coi là cách giảm stress khá hữu hiệu. Thân mến, qua những hình vừa rồi các bạn đã thấy được là trượt cỏ thú vị nhào rồi không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cảm giác của mình đối với những em nhỏ ở đây, sẽ các em nghĩ thế nào về môn trượt cỏ nhé. Xin chào các em. Vâng, Góc Cuộc Sống xin chào tất cả các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ ơi, các bạn thấy rằng là vừa rồi các bạn trượt cỏ cảm giác các bạn thế nào nhỉ? Bây giờ chị xin hỏi một bạn nào, từ từ nào. Bạn thấy thế nào nhỉ? Em thấy cảm giác là trượt cỏ là rất là mạnh và giống như là ở trong những con bộ phim phiêu lưu và kinh dị ạ. Kinh dị ạ? Và còn em thì sao? Dạ thưa chị, là trượt cỏ là một trò chơi cảm giác mạnh và là như thế em có thể cảm giác là gió nó ùa bên ta trông rất là thích. Ok,
Thế là chị muốn hỏi chút là có em nào cảm thấy sợ không nhỉ? Em thấy sợ à? À, tại vì lúc lao mạnh xuống em thấy hồi hộp thót tim. Một bạn nữ đi nào. Bạn nữ. Rồi em cảm thấy thế nào nào? Dạ em cảm thấy rất là sảng khoái và vui ạ. Chị thấy trượt cỏ rất là sợ và chị cảm thấy là chắc là thời gian đầu mà bắt đầu tập trượt cỏ thì rất là khó đúng không? Bây có phải tập nhiều không hay chỉ cần ngồi lên và sẽ trượt xuống rồi? Rồi, thế nên bây giờ chị cho các em một từ để miêu tả trượt cỏ, các em sẽ nói gì nào? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cực kỳ sảng khoái ạ. Sảng khoái đến kỳ lạ. Dạ sảng khoái đến kinh người ạ. Các bạn thân mến, ở đây có rất nhiều bạn xung phong giúp Phanh trượt cỏ. Và bây giờ Phanh sẽ trải nghiệm cảm giác này. Các bạn hãy cùng chờ xem, Phanh sẽ cùng chia sẻ cảm giác với các bạn nhé. Các bạn thân mến, như vừa rồi các bạn nhỏ ở đây đã hứa là sẽ Phanh giúp Phanh trải nghiệm cảm giác này. Phanh cảm thấy rất là hồi hộp và sợ hãi. Không biết là tốc độ lao của chiếc xe này như thế nào đây. Còn bây giờ thì đằng sau Phanh là có một người bạn đồng hành. Và bên cạnh đây có rất nhiều các bạn nhỏ khác nữa. Và bây giờ Phanh sẽ là người thuyền trưởng. Các bạn ơi, chị sẽ đi trước nha. Trải nghiệm được cảm giác lao từ trên kia xuống, quả thật là lúc đầu thì rất là sợ hãi, nhưng mà khi hạ cánh an toàn rồi cảm giác đỡ sợ hơn một chút. Nhưng bây giờ lại càng hiểu được cảm giác các bạn nhỏ nói rằng là trượt xong thì lúc đầu cảm thấy sợ thôi, nhưng bây giờ cảm thấy vô cùng thích thú và rất tuyệt vời, và Phanh muốn đi tiếp nữa. Bây giờ Phanh phải nhờ các bạn nhỏ mình trượt từng người một, bởi vì cảm giác của trượt cỏ vô cùng thú vị các bạn ạ. Các bạn hãy cùng đến thử trải nghiệm cảm giác này, mới cứ hiểu được Phương Anh đang cảm giác như thế nào. Có lẽ qua những hình vừa rồi các bạn đã thấy được sự thú vị trong môn trượt cỏ rồi phải không ạ? Bây giờ Phanh sẽ cùng trò chuyện với anh Hồ Văn Hiến là quản lý của ASEAN Resort để hiểu được rõ hơn những cái nét điểm đặc biệt hơn nữa của môn trượt cỏ này. Dạ vâng, xin chào anh Hiến ạ. Câu hỏi đầu tiên cho Phanh hỏi anh là cái môn trượt cỏ này bắt nguồn từ đâu ạ? Trong một lần đi sang Trung Quốc thì chủ đầu tư của khu ASEAN Resort có đến thăm một cái khu trượt cỏ, một cái loại hình được bắt nguồn từ Trung Quốc. Và những cái dịp cuối tuần ấy thì người dân thường tìm đến những cái khu như thế này để mà tham gia cái trò chơi như vậy. Và chúng tôi thấy rằng là hoàn toàn có thể đưa cái môn này về áp dụng được cho Việt Nam. Dạ vâng ạ, bắt nguồn từ Trung Quốc phải không ạ? Thì Phương Anh thì rất tò mò và chắc hẳn khán giả cũng rất là tò mò, không biết được rằng là cái loại cỏ ở Trung Quốc và loại cỏ Việt Nam khi mình đưa vào nó có điều gì khác nhau không ạ? Cái cỏ ở đây là chúng tôi nhập từ Thái Lan về. Cái đặc tính của cái cỏ này ấy, thì nó rất là chi là mềm. Và nó cái điều kiện sống của nó có thể sống tươi xanh tốt trong suốt 4 mùa. Cho vậy rất là phù hợp với lại cái mục đích của cái môn chơi này. Thế về diện tích của sân cũng như là các yếu tố về độ an toàn của môn trượt cỏ này thì ở đây thì sao ạ? Xin đến nói về cái cấu tạo của cái sân này. Bởi vì ở dưới cái nền này là nó được trải một lớp cát rất là mềm. Sau đó thì mới trồng cỏ lên. Và cái cỏ này thì nó rất là dễ sống trên cái lớp cát này. Do vậy là xét về cái cấu trúc của cái sân này nó rất chi là mềm. Và cái đường trượt thì cái độ từ cái điểm xuất phát cho đến cái điểm kết thúc thì nó có độ cao là hơn 30m. Và cái chiều dài là nó khoảng 100m. Do vậy là nó xét về cấu trúc của sân là rất là mềm. Thứ hai nữa về cấu tạo của cái xe này, cái xe nó chỉ cao, cái khi mà cái mặt ngồi với lại cái điểm tiếp xúc với cỏ nó chỉ cao có 20cm thôi. Cho vậy là trong mọi điều kiện thì nó rất là an toàn, kể trong điều kiện là xe lật. Mặt khác thì về công tác kỹ thuật thì chúng tôi cũng bố trí những nhân viên kỹ thuật ở dưới kia sẽ là cái công tác cứu hộ mỗi khi mà xe nó có trục trặc, ví dụ như nó có thể đi chạy cái đường trượt thì nó tổng lại là rất an toàn. Vừa rồi anh có nói đội cứu hộ phải không ạ? Em thì vừa rồi cũng đã được trải nghiệm môn này và em thấy được rằng mọi người nói rằng là hai xe không được chạy cùng một lúc đúng không ạ? Và phải là một xe trước một xe sau. Vậy thì cái số lượng người cứu hộ ở đây như thế nào và số lượng xe cũng như là cái số lượng người để đảm bảo an toàn cho cái môn trượt cỏ này thế nào ạ? Chúng tôi luôn luôn bố trí có hai nhân viên cứu hộ ở khu vực dưới kia. Cho nên là nó rất an toàn, bởi vì là nếu cái xe này nó đi
chạch hướng thì nó cũng phải là xuất phát từ cái điểm giữa kia thì nó mới chạch hướng được. Thì chúng tôi bố trí từ đó đã có nhân viên cứu hộ rồi để có thể mà chạy theo để lái cái xe này cho nó đúng theo cái mục đích của mình, theo đúng cái đường đi. Em thấy một điểm nữa trên cái xe này là nó không hoàn toàn không có dây an toàn này. Vậy thì cái độ tuổi có bị khống chế là độ tuổi nào thì sẽ không được phép chơi môn này để đảm bảo an toàn không ạ? Bạn thấy đấy, với cái độ tuổi thì từ trẻ em từ 6 đến 7 tuổi, nói tóm lại là khi các bạn ấy cảm nhận được cái sự thích thú thì các bạn ấy đã có thể tham gia được cái trò chơi này rồi. Và tại làm sao giải thích nó không cần cái dây an toàn, bởi vì là nó đã có hai cái đường, hai cái tay cầm ở bên cạnh rồi. Với lại tôi nói lại là nó chỉ có cao cách mặt đất chỉ có 20cm thôi, cho nên nó rất an toàn ở trong mọi điều kiện. Không biết rằng là cái sự khác biệt giữa cái môn trượt cỏ này với cái môn trượt cỏ ở bên Trung Quốc thì chúng ta sẽ có được phép gọi nó là một môn thể thao hay không, hay là nó chỉ là một trò giải trí bình thường thôi ạ? Rõ ràng là có thể kết hợp được hai cái vấn đề này. Nó đúng là nó vừa mang tính giải trí nhưng nó cũng vừa mang tính thể thao, bởi vì bên cạnh đó chúng tôi còn những cái bộ môn khác, ví dụ như là trượt xe bằng bánh xích mà rất giống cái trượt tuyết ở bên châu Âu. Nó cũng đòi hỏi phải luyện tập và có những cái kỹ năng rất là tốt thì mới có thể tham gia được cái trò chơi như thế này. Tôi muốn hỏi nữa là anh là một người quản lý, vậy thì anh đã thử trải nghiệm môn này chưa và cảm giác của anh thế nào ạ? Chắc chắn rồi, đầu tiên thì tôi cũng rất chi là sợ, nhưng mà sau cái nỗi sợ hãi đấy là một cái rất là thích thú. Xin cảm ơn anh ạ. Khi các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta được thấy những cái lợi ích của môn trượt cỏ và cũng như là cái sức hấp dẫn của nó. Nó hoàn toàn không hề nguy hiểm chút nào cả với những yếu tố kỹ thuật của nó. Các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm môn này và hãy cùng đến để cảm nhận nó nếu như các bạn có thời gian nhé. Một nguyên tắc khác trong khi chơi trượt cỏ là hai xe không được đồng thời cùng trượt một lúc vì dễ rơi vào trạng thái hai xe đâm nhau gây nguy hiểm cho người chơi. Thêm vào đó là sau khi trượt xuống tới dốc, người chơi phải tránh lên trên thềm sân, không được đứng ở dưới máng trượt vì dễ bị các bạn sẽ trượt phía sau đâm vào. Ngay bên cạnh khu trượt xe là sân trượt cỏ bằng giày xích. Với loại giày này, người chơi sẽ cảm giác như đang trượt tuyết. Cũng đi một đôi giày chuyên dụng, hai tay cầm hai chiếc gậy trống, người chơi phải khom lưng lao về phía trước. Mỗi lần đẩy là người lại lao lên một đoạn. Trò chơi này đòi hỏi một sự khéo léo, kết hợp thuần thục giữa tay đẩy và chân xích. Nếu không đúng kỹ thuật, bạn có thể bị ngã trên thảm cỏ hoặc bị trôi ngược lại vì khi lên dốc, bánh xích sẽ chạy theo quán tính. Có thể nói, chinh phục được độ cao của đồi cỏ nghĩa là bạn đã vượt qua chính mình và tìm được một cảm giác mới. Tại bãi cỏ, các kỹ thuật viên đi như bay lượn trên thảm cỏ xanh. Nhóm phóng viên chúng tôi ai nấy đều háo hức với trò chơi này. Chỉ cần giữ thăng bằng cho tốt, dùng lực cánh tay đẩy gậy về phía sau, bánh xích sẽ lướt về phía trước. Nếu là lần đầu trượt xe trên bánh xích thì người chơi phải đi trên sân có mặt phẳng để làm quen. Môn chơi này đòi hỏi một sự khéo léo kết hợp thuần thục giữa tay đẩy và di chuyển chân xích. Nếu không đúng kỹ thuật, bạn có thể bị ngã trên thảm cỏ hoặc bị trôi. Tuy bị ngã và mệt vì phải di chuyển trên bánh xích nặng chình chịch đeo ở dưới chân, nhưng hầu như ai nấy đều thấy sảng khoái, vui vẻ. Kỹ thuật chơi có vẻ rất đơn giản, nhưng đi thử cũng không dễ dàng chút nào. Với những ai chưa quen trượt trên bánh xích, đặc biệt là các bạn nữ, tha hồ bị ngã chồng vó. Quay phim Xuân Hiếu cũng thử sức với loại giày trượt này, nhưng nó không dễ như anh tưởng. Không quen với đôi giày nên chân anh cứ díu lại không thể bước nổi. Sau một hồi cố gắng di chuyển, bấy xe và đẩy gậy, anh đã phải đầu hàng trước khi bị ngã đau. Nó có rất nhiều cảm giác. Đấy, bước đầu mình chưa biết biết trượt ấy thì mình có cái cảm giác rất lạ và rất ham chơi. Đấy, sau khi mình biết trượt rồi thì mình sẽ sáng tạo ra nhiều cái kiểu để mình trượt. Cái bước đầu trượt cỏ thì nó cũng giống xem như thể là cái trượt ba tanh. Nó bước đầu thì mình nếu không trượt được thì tất nhiên là ngã nhiều, nhưng mà những cái cú ngã này nó không đau. Đấy, tạo cảm giác lâng lâng cho người trượt. Nó cũng hình thành một số cái tính cách, nếu như mình vấp ngã ở đâu mình sẽ đứng lên ở đó. Nó hình thành một cái tính cách như thế, mình sẽ cố gắng phấn đấu để mà chưa được cái môn trượt cỏ. Lúc nãy tôi có trượt và bị ngã, nhưng mà do cái bánh trượt nó mắc bị ngã, nhưng mà cái cú ngã này nó không đau vì cái khu trượt cỏ này mình đã trượt ngã trên cỏ rồi, là cái cỏ này nó êm. Trượt cỏ ba tanh này thứ hai là mình sẽ đi đôi giày trượt.
cái bánh trưng. Đây là hoàn chỉnh một bộ của trượt cỏ bằng bát anh. Mình cầm lại đây là dụng cụ để hỗ trợ trượt này. Cái bước đầu tiên ấy là mình mới bắt đầu trượt này. Đấy thì mình hai chân bước lượn bằng vai. Khom người xuống. Đẩy. Đấy là bước đầu tiên. À. Còn nếu mà sau khi mình trượt rồi thì mình thành mình bước chéo bước về. Đồng thời này, cái này mình dậy hai dậy để hỗ trợ trượt. Trượt cỏ bằng giày bánh xích với những kỹ thuật khá khó và ngã đau, vì vậy những em nhỏ hay các bạn nữ đều chọn trượt cỏ bằng xe đẩy. Khi trượt, người chơi phải lưu ý ngồi đúng cách, hai chân duỗi thẳng để lên trên thành xe. Người ngồi đằng trước cầm dây, người ngồi đằng sau cầm vào tay nắm của xe. Khi xe trượt, tuyệt đối không được thả chân xuống đất, vì khi xe trượt dốc với tốc độ cao, chân đưa xuống đất sẽ trở thành vật cản khiến xe mất thăng bằng, dẫn đến người chơi bị ngã hoặc kẹt vào bánh xe. Như các bạn biết đấy, chiếc xe này được cấu tạo phần mặt ngồi này bằng nhựa đúc rất là chắc chắn, và dưới là phần bánh xích để mà giúp xe chuyển động. Và trên tay tôi đây là chiếc dây này không phải là để cho người chơi thắt an toàn hay là cầm vào, mà để cho nhân viên phục vụ, người ta sẽ kéo từ đường trượt lên. Và hai cái này chính là hai cái điểm để cho người chơi cầm nữ, để cho nó chắc chắn trong quá trình chơi. Và hãy nhớ rằng là nên đặt chân các bạn ở trên đây, trong bất kỳ tình huống nào thì cũng không có đưa chân xuống dưới, và nên luôn đặt chân ở trên này đó. Và bạn để tay bạn ở đây đó, như thế này là có thể bắt đầu trượt được. Nhưng mà các bạn thân mến, đây chính là một cái tư thế an toàn để ngồi trên cỏ. Nhưng như Phanh nói đấy, bộ môn này thì hoàn toàn không có chút gì nguy hiểm cả, nên các bạn hoàn toàn có thể trượt hai người ở đây, chỉ cần các bạn không thể cho chân xuống như này thôi thì môn trượt cỏ này hoàn toàn an toàn. Và chúng ta sẽ bắt đầu trượt ngay bây giờ. Trượt hai đi. Những pha ngã lăn vòng như thế này không phải là hiếm. Tuy nhiên, ngã trên cỏ ở đây khá êm, không nhiều người bị chấn thương, thậm chí còn mang lại cảm giác khoái chí. Sau một ngày tham gia trượt cỏ, với những ai không quen tập thể dục, cảm giác mệt mỏi, ê ẩm có thể kéo dài tới 2-3 ngày sau. Tuy vậy, nếu cuối tuần chưa biết đi đâu, bạn nên thử một lần tham gia trò chơi mới này, bởi nó thực sự đem lại cho người chơi một không gian tươi mát và một tinh thần sảng khoái, khỏe khoắn. Tiếp tục hành trình khám phá về môn thể thao trượt cỏ, chúng tôi tìm đến với khu du lịch Thác Bạc Suối Sao. Từ Asian Resort, chúng tôi tiếp tục di chuyển thêm 15 km nữa để tới sân trượt cỏ này. Trượt cỏ ở sân Thác Bạc Suối Sao hầu hết là các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 và sinh viên. Chi phí cho mỗi lần trượt là 5.000 đồng một người một xe hai người. Đây được coi là mức giá hợp lý với khả năng chi trả của hầu hết học sinh sinh viên. Vào ngày nghỉ cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật, sân thường thu hút 1.000 đến 1.200 em tham gia chơi. Sân trượt cỏ của mình đây là du lịch hoạt động được khoảng 2 năm nay rồi. Sân này là có chiều dài là 150m và chiều rộng của nó là 25m. Sự an toàn của nó là mình khi ngồi hai xe lên ấy, bánh của nó là loại bánh mình chạy cỏ là không mắc. Trên xe kia có cái dây ấy, thì mình giữ người ngồi trên xe phải co chân và giữ chắc xe để điều chỉnh hướng xe của xe. Mình ở đây trung tâm mình thì một ngày bình quân là khoảng 500-1.000 một khách. Tùy thuộc vào độ khéo léo và say mê, bạn có thể thỏa mình sáng tạo những đường trượt, lướt, những cú xoay vòng cho bạn bè trầm trồ thán phục. Nhiều bạn gái yếu bóng vía nhắm tịt mắt, tay nắm chặt vào thành xe, còn miệng thì hét vang vọng khắp cả bãi cỏ. Tuy nhiên, nếu đã dám trượt xe lần đầu, hầu như ai cũng tranh thủ tham gia thêm ít nhất 2-3 lần, bởi tính hấp dẫn của trò chơi và không khí nơi đây. Thậm chí có hai em bé chừng 10 tuổi chơi trò trượt xe này tới 2 giờ đồng hồ liền mà không nghỉ.
Cháu tên là Ngô Thị Đạt ạ. Cháu 9 tuổi rồi ạ. Cháu chưa cỏ nhiều lần rồi ạ. Thì cháu thấy thế nào? Ở đấy rất vui ạ. Cũng có một vài lần cháu bị ngã vì cháu bị đâm vào vách đá. Ồ, lúc ấy thì cháu có thể đau không nhỉ? Sợ không nhỉ? Đau nhưng không sợ ạ. Bạn ơi, vừa rồi mình thấy bạn trượt cỏ đúng không? Mà mình thấy bạn hét rất là to, thì bạn có sợ sợ không? Dạ, lúc đầu thì có sợ ạ, xong đó em trượt 3 lần rồi ạ, thấy quen rồi, không sợ nữa. Cảm giác mạo hiểm mới là chết hết ạ. Còn bây giờ thì thế nào? Em vẫn muốn lần thử lần nữa. Cảm ơn các bạn. Bạn ơi, có hỏi một chút là vừa bạn thấy bạn hét to lắm, có phải là bạn đang rất là sợ không? Đó, không phải sợ là hay ý chị. Lúc đầu thì bạn không thấy sợ khi trượt cỏ à? Mới đầu thì em nhìn em cũng thấy sợ, nhưng mà trượt rồi thấy em vui ạ. Cảm ơn bạn. Vì số lượng người quá đông mà số lượng xe lại có hạn, chỉ có 15 xe. Vì vậy, rất nhiều bạn học sinh phải chờ ở phía cuối sân, chờ đợi các bạn khác trượt xong thì mình kéo xe lên để trượt. Mặc dù phải kéo xe lên dốc trượt khá vất vả, nhưng bạn nào cũng háo hức chờ đến lượt mình để chơi. Trượt cỏ thì Phanh không cảm thấy mệt đâu, nhưng mà phải kéo chiếc xe từ dốc đó lên, Phanh cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, và các bạn đây cũng thế. Nhưng đó cũng là một cách để vận động, để các bạn tiêu tốn năng lượng nhiều hơn, và cũng là một hình thức tập thể dục nữa, Phanh nghĩ như vậy. Các bạn sau khi trượt cỏ cảm thấy mạnh xong thì lại phải kéo lê trước xe trượt rất là nặng ở lên dốc, quá mệt. Và bây giờ Phanh lại phải chuẩn bị trượt một lần nữa tiếp theo đây, các bạn đợi xem nhá. Trong cả hành trình khám phá, trải nghiệm và cảm nhận về môn trượt cỏ, tất cả chúng tôi đều thấy rằng đây là một môn thể thao nghệ thuật rất độc đáo. Cảm giác lâng lâng sảng khoái khi xe lao vút trên mặt cỏ vẫn còn lưu giữ mãi trong đầu chúng tôi. Qua ý kiến của nhiều em nhỏ, nhiều bạn trẻ khác, chúng tôi đều đồng tình rằng không ai thử trượt cỏ một lần có lẽ sẽ thấy tiếc nuối mãi không thôi. Và điều có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên đó chính là những nụ cười rạng rỡ, những nét mặt hân hoan và những tiếng hét đầy sảng khoái trên sân này. Các bạn thân mến, các bạn thấy không? Phương Anh vừa mới được trượt một lần trên cái ván trượt cỏ này, và thực ra là Phương Anh đã tập rất nhiều lần rồi, không hề sợ chút nào đâu. Các bạn có thể nghe tiếng hét của Phương Anh nhưng đó không phải là sự sợ hãi. Tốc độ, sự mạo hiểm nhưng không hề nguy hiểm, đó chính là những điều thú vị của trượt cỏ. Các bạn thấy cùng trải nghiệm môn thể thao này, môn nghệ thuật này để biết được rằng trượt cỏ thực sự mạo hiểm như thế nào, thú vị như thế nào nhé. Còn bây giờ chương trình Các Cuộc Sống xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.